Xin chào mọi người, chào mừng tất cả các anh chị và các bạn đã đến với kênh Tuyền Ô Tô Cũ Sài Gòn. Thì hôm nay bên Tuyền về thêm rất là nhiều các dòng xe mới các anh chị. Như là về thêm Vios siêu cọp nè, Vios G2019 nhưng mà đi mới có 9.000 km thôi. Rồi về thêm Honda Civic phiên bản G đời 2019 nữa các anh chị, đi khoảng 38.000 km đó. Anh chủ lên rất là nhiều option luôn. Rồi bên Tuyền đang chuẩn bị về thêm Pajero Sport nè, đời 2016 ha. Rồi về thêm một Cruze số sàn 2017 nữa các anh chị. Và bên Tuyền còn đang chuẩn bị về thêm rất là nhiều cái dòng xe 5 chỗ, 7 chỗ rất là hot khác nhau luôn. Cho nên là nếu mà các anh chị đang cần tìm mua một chiếc xe để phục vụ vào cái dịp lễ Tết cuối năm nè, mình đi về quê, mình đi du lịch hoặc là mình kinh doanh đó, thì không thể bỏ qua video ngày hôm nay của Tuyền nha. Thì hôm nay Tuyền sẽ cập nhật lại cho tất cả các anh chị và các bạn những chiếc xe 5 chỗ, 7 chỗ hiện tại đang có mặt sẵn tại bên Tuyền để cho các anh chị nhà mình dễ tham khảo và lựa chọn hơn nha. Rồi mở đầu video ngày hôm nay là chiếc xe này đi các anh chị ha. Toyota Vios phiên bản G số tự động đời 2019 mới đi có 9.700 km thôi. Thì chiếc này hiện tại bên Tuyền đang bán với giá là 495 triệu ha. Thì bây giờ Tuyền mời mọi người cùng Tuyền nhìn sơ tổng thể về cái xe nha. Xe được sở hữu nước sơn là màu bạc các anh chị ha, biển số 70 Tây Ninh các anh chị. Nước sơn ở đây Tuyền thấy cũng rất là mới, không có bị trầy xước nhiều nha. Ở phía trước cản thì có trầy trầy một tí xíu đó. Cái đấy nếu mà các anh chị nào mà muốn dặm lại thì Tuyền hỗ trợ các anh chị nhà mình dặm lại ha. Còn không thì cứ để về sử dụng thôi. Tại ở đây thì Tuyền quan trọng là giữ lại nước sơn zin cho các anh chị, chứ còn dặm tút thì nó bình thường lắm các anh chị, không vấn đề gì hết á. Vì đây là video tổng hợp á nên là Tuyền không có đi vào chi tiết xe nhiều ha. Cho các anh chị nhìn sơ giúp Tuyền phần nội thất nha. Tuyền chỉ cho các anh chị nhìn sơ tổng thể về cái xe thôi. Đó, nếu mà các anh chị có quan tâm tới từng chiếc xe nào đó bên Tuyền thì liên hệ Tuyền đi. Tuyền sẽ gửi video chi tiết xe cho các anh chị nhà mình xem nha. Ghế thì ghế da tông màu kem nè các anh chị, trần nguyên bản nha. Sàn thì sàn Simili, có trang bị cho mình màn hình ha, full lịch sử hãng luôn. Xe này hẹn mình là 11.000 thì tới bảo dưỡng một lần nữa nè. Các anh chị mua xe này về các anh chị đi 2-3.000 nữa thì mình mới bảo dưỡng nha. Những cái trang bị cơ bản như là dán phim thì Tuyền thấy đã có rồi nè. Rồi nếu mà các anh chị nào mà thích chiếc này thì nhớ liên hệ cho Tuyền qua số điện thoại bên dưới ha. Rồi mình qua chiếc tiếp theo nha. Xe bên Tuyền thì luôn cam kết với các anh chị là xe không đâm đụng, không ngập nước nha, không đại tu động cơ và hộp số bao test hãng luôn, cho nên là các anh chị nhà mình yên tâm nha. Rồi tiếp theo, Honda Civic phiên bản 1.8G đời 2019 nha, đi 38.000 km rồi. Thì chiếc xe này hiện tại bên Tuyền đang bán với giá là 686 triệu các anh chị ha. Xe ở đây thì biển Sài Gòn, các anh chị nào mình ở Sài Gòn mà lái chiếc này thì mình tiết kiệm được 20 triệu tiền biển số ha. Anh chủ lên xi nhan xương cá nè các anh chị, rồi bi gầm ha, cho các anh chị nhìn sơ tổng thể về cái xe giúp Tuyền. Anh chủ thì dán đề can nhôm nhám các anh chị, nên nhìn chiếc xe rất là đẹp, màu đen ha, dán nguyên xe luôn các anh chị. Đấy, coi dán phim cho mình ha, 5 vỏ còn là 5 vỏ zin theo xe và lớp dự phòng là chưa chạm đất luôn các anh chị. Có đuôi lướt gió cho mình ha. Rồi, bô on off nè, lên cho mình bô on off ha. Rồi xi nhan phía sau cũng xương cá đó các anh chị, có cam lùi, cam lùi rồi nha. Xe này mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình thì tầm khoảng 6 lít rưỡi các anh chị. Ghế thì ghế da nguyên zin nha, trần nguyên bản, sàn 5D, có tắp bi sàn ở trên ha. Xe này mới về thì cũng chưa vệ sinh gì hết á, chưa có hút bụi nên nó còn hơi dơ. Các anh chị nhà mình xem đỡ giúp Tuyền ha, có trang bị cho mình màn hình nè. Đó, full lịch sử hãng nha. Rồi, xe bên Tuyền đời từ 2016-2017 trở lên á, thì Tuyền hỗ trợ cho các anh chị nhà mình vay ngân hàng được 70% dựa vào định giá của ngân hàng ha. Nếu như mà các anh chị cần quan tâm tới cái thủ tục ngân hàng là hàng tháng đóng bao nhiêu nè, cần chuẩn bị những gì, lãi suất như thế nào thì cứ liên hệ Tuyền đi, Tuyền sẽ tư vấn cho các anh chị nhà mình kỹ hơn nha. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu đi từ giải bên đây các anh chị ha. Hai xe này Tuyền đã bán rồi nè, Innova 206 ha, Xpander 2019 màu trắng thì Tuyền đã bán rồi. Dưới này ha các anh chị ha, có khách đang xem xe. Rồi, chiếc này thì đây là Mazda 6 ha, phiên bản 2.5G đời 2016 các anh chị. Thì chiếc này hiện tại bên Tuyền đang bán với giá là 616 triệu các anh chị nhìn sơ giúp Tuyền ha. Xe thì được sở hữu nước sơn là màu trắng nè, biển Sài Gòn, có cảm biến trước, cảm biến sau, cam lùi ha, có dán phim cho mình. Đấy. Những cái chiếc xe này thì Tuyền đã quay một cái video chi tiết xe riêng hết rồi á, các anh chị nào có quan tâm thì liên hệ Tuyền nha. Tuyền sẽ gửi hình ảnh chi tiết cũng như là video chi tiết xe để các anh chị nhà mình xem cho dễ nè. Ghế thì ghế da nguyên zin, trần nguyên bản, có cửa sổ trời ha các anh chị ha. Sàn thì sàn Simili, đấy có trang bị cho mình màn hình,
Mazda 6 thì rất là nhiều option luôn, những rất là nhiều cái tính năng theo xe ha. Vì đây là video về xe cũ á, nên là Tiên sẽ không có đi vào những cái tính năng nhiều nha. Các anh chị nào mà mình cần biết thêm về cái thông số kỹ thuật của chiếc xe này á, thì mình xem thêm ở phần xe mới giúp Tiên nha. Rồi, mình qua chiếc kế tiếp luôn ha các anh chị ha. Một chiếc xe 5 chỗ nhỏ gọn giá mềm này, dành cho các anh chị nào mà mình mới tập lái hoặc là cần tìm mua một chiếc xe để đi đỡ vào cái dịp Tết này thì mình lấy ngay chiếc này ha. Spark phiên bản 1.0 số tự động đời 2013. Chiếc này thì bên Tiền đang bán với giá là 208 triệu các anh chị nhìn sơ nha. Xe được sở hữu nước sơn là màu đỏ rất là đẹp nè. Đó. Biển Sài Gòn luôn các anh chị nha. Xe này đăng kiểm và đường bộ thì còn tới tháng 11 của năm 2022 các anh chị. Còn gần cả năm nữa lận. Rồi, ghế thì ghế da nha. Trần nguyên bản, sàn nguyên bản, có tắp bi sàn ở trên ha các anh chị ha. Có một cái camera hành trình nè. Rồi cảm biến áp suất lốp các anh chị. Tuy nhiên thì chưa có màn hình. Chưa có màn hình ha các anh chị. Nào mình thích thì mình về mình trang bị thêm màn hình nha. Rồi dưới này là những chiếc xe Tiền đã bán rồi, như là Mazda 3 nè. Rồi XL7 ha. Tiền đã bán rồi, mình qua giải bên đây nha. Rồi mình đi từ dưới đây mình đi lên nha. Đây, hai chiếc xe nằm trong phân khúc sedan C giá mềm rồi các anh chị. Đây là Honda Avante phiên bản 2.0 số tự động đời 2011. Chiếc này thì đi khoảng 93.000 km rồi. Bên thì đang bán xe này với giá là 325 triệu các anh chị nhìn sơ nha. Xe này là xe gia đình ha các anh chị ha. Một chủ từ đầu tới nay luôn. Biển 60 là Đồng Nai. Có cảm biến áp suất lốp nè, dán phim viền che mưa. Anh chủ lên cho mình một cái màn hình test rất là xịn sò rồi các anh chị. Đấy. Ghế thì ghế da nguyên zin từ 2011 tới nay ha. Nhưng mà chất ghế thì còn rất là đẹp các anh chị. Trần thì trần nguyên bản, có cửa sổ trời. Sàn thì sàn simili nhá, có tắp bi sàn ở trên ha. Các anh chị nào mà thích chiếc này thì nhanh tay sở hữu nha. 320 triệu thì nếu mà các anh chị mua được chắc chỉ mua được i10, nhưng mà xe cũ cũ thôi chứ cũng chưa mua được i10 xe mới nữa. Thì thay vì mình mua i10 thì mình lấy chiếc này phân khúc sedan C rộng rãi thoải mái đi gia đình cực kỳ êm luôn. Rồi mình qua chiếc kế tiếp luôn. Antique các anh chị, phiên bản 1.8G đời 2010, chiếc này 2010 các anh chị. Đi 127.000 km rồi, thì chiếc này hiện tại bên Tiền đang bán với giá là 390 triệu các anh chị nhìn sơ nha. Giá ở đây Tiền báo thì đều có bớt cho các anh chị tí lọc khi mà đến xem xe trực tiếp ha. Xe này biển Sài Gòn các anh chị. Đó. Màu vàng ghi rất là sang. Ghế thì anh chủ bọc lại cho mình ghế da tông màu kem rồi nè, chất da rất là mới. Trần thì đã được bọc trần cho mình rồi ha. Sàn thì sàn simili tông màu kem luôn. Đấy, ốp cho mình những cái vân gỗ rất là đẹp ha. Xe này thì chưa có màn hình các anh chị. Chưa có màn hình ha. Hai xe này thì đời nó hơi thấp á, cho nên là Tiền không có thể hỗ trợ các anh chị nhà mình vay ngân hàng được nha. Cái này các anh chị mua tiền mặt giúp Tiền ha. Rồi, mình đi tiếp xuống dưới đây ha các anh chị ha. Còn hai chiếc dưới góc bên dưới này. Triton bán tải này thì Tiền đã bán rồi. Còn chiếc này nha, Hyundai Starlet phiên bản máy dầu số sàn đời 2016 ha. Xe này 9 chỗ nha các anh chị nha. Đi khoảng 120.000 km rồi, thì chiếc này hiện tại bên Tiền đang bán với giá là 598 triệu các anh chị nhìn sơ nha. Xe thì được sở hữu nước sơn là màu bạc các anh chị ha. Màu bạc. Cái dòng Starlet này thì xe mới là đã ngừng sản xuất rồi các anh chị. Không còn, xe cũ thì còn lác đác một vài xe nha. Nên là các anh chị nào mình ưng chiếc này thì mình tranh thủ nha. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc nè. Trần 5D, ghế da, sàn simili nha. Một chiếc xe 9 chỗ máy dầu. Đấy. Rồi. Dưới đây là những chiếc xe Mazda Tiền chuẩn bị giao rồi các anh chị. Cái này Tiền cũng đã bán rồi nè. Rồi trên đây. Trên đây là một loạt xe 7 chỗ. Rồi, chiếc này nha, Isuzu MUX máy dầu số tự động đời 2016, được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan ha. Đi khoảng 95.000 km rồi, thì chiếc này hiện tại bên Tiền đang bán với giá là 645 triệu các anh chị nhìn sơ nha. Xe biển Bình Dương các anh chị, nước sơn thì màu bạc ha. Các anh chị nào bữa giờ đang cần tìm mua một chiếc xe 7 chỗ gầm cao thì không thể bỏ qua video ngày hôm nay của Tiền ha. Đặc biệt là không thể bỏ qua chiếc xe này. Rất là đẹp.
có dán phim viền che mưa bể bước các anh chị. Ghế thì ghế da nguyên zin, trần 5D, sàn 5D, có màn hình cho mình nè. Đấy. Rồi. Hôm nay bên tiền về thêm cũng rất là nhiều cái dòng xe 7 chỗ đó các anh chị. Rồi, tiếp theo là một chiếc xe 7 chỗ đó nè. Chiếc này nha. Xpander phiên bản số tự động đời 2019 ha. Chiếc này thì đi mới có 24.000 km thôi. Bên tiền đang bán xe này với giá là 528 triệu các anh chị nhìn sơ nha. Chất xe cực kỳ đẹp, cực kỳ mới luôn các anh chị, như một chiếc xe mới ha. Xe thì được sở hữu nước sơn màu nâu nè, không có bị trầy xước gì hết á. Đăng kiểm và đường bộ thì còn tới tháng 4 của năm 2022 các anh chị. Anh chủ bọc lên cho mình một bộ ghế da rồi nè. Sàn thì sàn 5D trần nguyên bản các anh chị ha. Xe nguyên bản của mình thì ghế nỉ nha. Cái này anh chủ bọc lại cho mình ghế da rồi nè. Đó. Rồi có màn hình nữa các anh chị ha. Xe này thì đã có quay một cái video chi tiết xe riêng rồi á. Các anh chị nào mà quan tâm thì liên hệ tiền đi, thì sẽ gửi một cái video chi tiết xe cho các anh chị nhà mình xem nha. Rồi chiếc này Kia Sorento máy xăng bản tiêu chuẩn đời 2017 các anh chị. Chiếc này đi 78.000 km rồi, một chủ sử dụng từ đầu tới nay luôn. Thì chiếc này hiện tại bên tiền đang bán với giá là 618 triệu các anh chị nhìn sơ nha. Xe thì được sở hữu nước sơn là màu trắng các anh chị ha, màu trắng. Biển 60 Đồng Nai này các anh chị. Có dán phim bể bước nha. Giờ này là 12 giờ trưa đó các anh chị. Nắng quá trời nắng luôn. Mà hôm nay do xe về nhiều quá nên là phải tranh thủ quay phim cho mọi người xem. Ghế thì ghế da nguyên zin nha, trần nguyên bản, sàn nguyên bản các anh chị, có trang bị cho mình màn hình ha, màn hình zin theo xe. Đấy. Xe này bản tiêu chuẩn nên là nó chưa có cửa sổ trời các anh chị ha. Xe bản full thì mới có cửa sổ trời. Rồi mình qua chiếc kế tiếp luôn nha. Captiva phiên bản LTZ số tự động đời 2016 ha. Chiếc này thì đi khoảng 50.000 á. Bên tiền đang bán xe này với giá là 535 triệu các anh chị nhìn sơ nha. Xe thì được sở hữu nước sơn là màu bạc ha. Có dán phim viền che mưa bể bước nè. Cảm biến trước sau cam lùi. Ghế thì ghế da nguyên zin các anh chị. Xe này thì lóc cửa rồi các anh chị, nên là tiền không có cho các anh chị xem nội thất được ha. Nãy tiền quên lấy chìa khóa ra rồi. Rồi bây giờ mình sẽ đi tiếp ha. Chiếc này bên tiền mới về nè, 30 Sport đời 2016. Trên này tiền cũng chưa có thông tin nữa, nên là chắc cho các anh chị nhìn sơ qua cái đi. Rồi nếu mà có quan tâm thì liên hệ tiền ha. Đấy. Rồi các anh chị nào mà quan tâm chiếc này thì liên hệ tiền nha. Rồi dưới này, chiếc này ru các anh chị, số sàn 2017 ha. Xe này cũng mới về ha, tiền cũng chưa có thông tin, chưa có giá luôn, cho nên là nếu mà các anh chị có quan tâm thì liên hệ cho tiền hoặc là để lại comment bên dưới đi, có gì hoặc là nhắn tin qua Zalo cho tiền đi thì sẽ báo giá cho các anh chị ha. Rồi dưới kia là City nè, rồi Isuzu MOX, những chiếc xe tiền cũng đã bán rồi nè. Đấy, giải bên đây đa số là bán rồi hết ha các anh chị ha. Bên này đang chuẩn bị về thêm quay trắc nữa. Quay trắc bản 2.0 Biturbo, bản 3.2 các anh chị, hình như bản 3.2 đó. Thì nếu mà các anh chị có quan tâm tới dòng đó thì liên hệ tiền nha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến về phía trước để xem còn những xe nào nữa ha các anh chị ha. Mình đi tiếp ha các anh chị ha. Xe này bên tiền mới về nên đậu nó hơi kỳ một chút xíu các anh chị. Kia Cerato nè, phiên bản 2.0 số tự động đời 2018 các anh chị. Chiếc này thì bên tiền đang bán với giá là 516 triệu các anh chị nhìn sơ giúp tiền nha. Xe được sở hữu nước sơn là màu đỏ các anh chị. Cảm biến trước, cảm biến sau, có dán phim, có viền che mưa rồi nè. Xe này mới về tiền chủ chưa có dọn dẹp, chưa có lấy đồ trên xe xuống nữa. Còn hơi dơ ha các anh chị ha, quay sơ cho mọi người xem luôn. Có màn hình rồi nè, ghế da nguyên zin, trần nguyên bản, có cửa sổ trời. Sàn thì sàn nguyên bản, có đẹp bước chân ra vào nữa các anh chị. Đó, các anh chị có quan tâm xe này thì liên hệ tiền nha. Rồi mình sẽ đi tiếp ha các anh chị ha. Một chiếc xe phải nói là rất là hot nè. Bên tiền đợt này bán cái dòng này rất là nhiều luôn. Mazda 3 phiên bản sedan đời 2016 các anh chị. Đi khoảng 48.000 km rồi. Thì chiếc này hiện tại bên tiền đang bán với giá là 499 triệu các anh chị nhìn sơ nha. Xe thì được sở hữu nước sơn là màu nâu biển Sài Gòn ha các anh chị ha. Các anh chị nào mình ở Sài Gòn mình lấy chiếc này thì mình tiết kiệm được 20 triệu tiền biển số nha. Mazda 3 đợt trước là bên tiền về rất là nhiều luôn. Hatchback có, sedan có, và bên tiền đã bán hết rồi. Giờ tiền còn một chiếc này thôi.
Các anh chị nào mình ưng thì mình nhanh tay sở hữu nha. Xe này thì lóc cổ rồi, tiền quên đem chìa khóa rồi. Nên là các anh chị nhà mình thông cảm, xe bên ngoài giúp tiền thôi nha. Rồi chiếc này, một chiếc xe sedan B các anh chị, đời cao, giá mềm, làm ngân hàng được nè. Các anh chị nhớ lấy ngay chiếc này nha. Nissan Sunny phiên bản XT số tự động đời 2019, đi khoảng 58.000 km rồi. Bên tiền đang bán với giá là 388 triệu thôi. Các anh chị nhìn sơ nha. Xe thì được sở hữu nước sơn là màu trắng ha. Form của cái dòng này thì rất là thể thao, các anh chị tiền rất là thích luôn á. Đấy, còn những cái trang bị cơ bản như là dán phim, viền che mưa, chắn cửa thì đã có rồi nè các anh chị. Ghế thì ghế da nha, trần đã được bọc ni lông rồi, sàn thì sàn 5D có nẹp bước ha, có màn hình cho mình luôn nha. Tiền nhắc lại ha, xe bên tiền thì luôn cam kết với các anh chị là xe không đâm đụng, không ngập nước nha, không đại tu động cơ và hộp số bao tách hãng luôn. Và ngoài ra khi là xe bên tiền bán ra, tất cả các xe luôn thì đều bảo hành cho mình 3 tháng hoặc là 5.000 cây động cơ và hộp số nữa. Cho nên là các anh chị nhà mình yên tâm ha. Và nếu mà các anh chị còn quan tâm tới cái thủ tục mà mua xe online, giao xe tận nhà của tiền thì cứ liên hệ tiền, thì sẽ tư vấn cho các anh chị nhà mình kỹ hơn nha. Rồi, chiếc này CR thì đã nhận cọc rồi, mình qua chiếc kế tiếp luôn ha các anh chị ha. Kia K3 phiên bản 2.0 số tự động đời 2014. Chiếc này thì đi mới có 68.000 km thôi. Bên tiền đang bán xe này với giá là 428 triệu các anh chị nhìn sơ nha. Xe thì được sở hữu nước sơn là màu vàng ghi các anh chị ha, biển số Sài Gòn nè. Đấy, với rất là nhiều các tính năng leo xe luôn nha. Rồi, đây cho các anh chị nhìn sơ phần nội thất nè. Ghế da nguyên zin, sàn nguyên bản, trần nguyên bản, có cửa sổ trời ha. Anh chủ lên cho mình một cái màn hình Android rất là xịn sò rồi nè. Xe này thì thấy mua về là mình sử dụng ngay thôi, chứ không cần phải trang bị thêm gì hết đó các anh chị. Các anh chị mà mua xe online bên tiền á thì có thể là xem qua một cái video chi tiết xe nào đó của bên tiền đi, rồi là đặt cọc cho bên tiền tầm khoảng 20 triệu thôi thì sẽ vận chuyển cái xe đó về tận nhà cho các anh chị nhà mình kiểm tra xe luôn. Nếu mà đúng với những gì bên tiền cam kết nè, đúng với những gì bên tiền làm video thì khi đó các anh chị mới thanh toán tiếp phần tiền còn lại ha. Và tiền sẽ hỗ trợ các anh chị nhà mình là ký hợp đồng mua bán hoặc là hợp đồng ủy quyền tại phòng công chứng gần nhà các anh chị luôn, cho nên là các anh chị không có mất thời gian đi lại gì hết, các anh chị nhà mình yên tâm ha. Còn trường hợp xe về tận nơi nhưng mà đi test hãng có đâm đụng, có ngập nước nè, động cơ hộp số, máy móc không còn nguyên zin nữa, thì bên tiền sẽ hoàn trả lại cọc cho các anh chị 100% và cho xe về. Cho nên là các anh chị không có mất mát gì hết, các anh chị nhà mình yên tâm ha. Nói trả cọc ở đây là nói để cho các anh chị nhà mình yên tâm thôi, chứ xe bên tiền 100% xe giao đi thì chưa có xe nào trả về hết. Rồi kế tiếp nha. Chiếc này là một chiếc xe nằm trong phân khúc sedan C số sàn của Kia các anh chị, Cerato số sàn đời 2018 nha, nhưng mà đăng ký lần đầu là 2019, đi khoảng 50.000 km rồi. Bên tiền đang bán xe này với giá là 445 triệu. Rồi các anh chị nhìn sơ giúp tiền ha, còn bớt chút lọc cho các anh chị nha, còn thương lượng cho các anh chị nào mà thiện chí mua xe nhanh gọn lẹ nha. Có dán phim, viền che mưa nè các anh chị. Ghế thì ghế da còn rất là mới, rất là đẹp. Trần nguyên bản, sàn 5D. Anh chủ trang bị cho mình cam cặp lề nè, camera hành trình phía trước, phía sau ha. Đấy, tuy nhiên thì chưa có màn hình. Anh chị nào mình thích thì mình về mình trang bị thêm màn hình ha. Số sàn thì máy của nó là 1.6 các anh chị nha. Rồi mình qua chiếc kế tiếp luôn ha. Đậu phía trước này lá cây rơi nhiều quá với lại hơi bụi ha. Chứ còn xe bên tiền khi mà giao tới khách hàng á thì đảm bảo xe phải sạch đẹp nha. Rồi chiếc xe siêu lướt, một chiếc xe 5 chỗ gầm cao của Honda các anh chị, HRV đời 2019, mới đi có 15.000 km thôi. Thì chiếc này hiện tại bên tiền đang bán với giá là 725 triệu các anh chị nhìn sơ nha. Các anh chị nào mà đang còn tìm mua một chiếc xe màu đỏ để mình đi vào cái dịp Tết nè thì không thể bỏ qua chiếc xe này nha. Xe này rất là đẹp. Phía trước này tiền lóc cửa rồi. Tiền lóc cửa rồi các anh chị. Xe này 5 vỏ còn là 5 vỏ zin theo xe và lớp dự phòng là chưa chạm đất luôn. Đó, nên chiếc này thì tiền có quay một cái video chi tiết xe riêng rồi á. Các anh chị quan tâm thì liên hệ tiền đi, để sẽ gửi cho các anh chị nhà mình xem nha. Rồi dưới đây là một chiếc xe 7 chỗ máy dầu. Số đến tô máy dầu bản full đời 2019 nha, đi khoảng 46.000 km. Thì chiếc này hiện tại bên tiền đang bán với giá là 818 triệu các anh chị nhìn sơ nha. Nóng quá các anh chị ơi, 12 giờ trưa rồi, nóng lắm.
có dán phim Vàng Che Mưa bệ bước ha các anh chị ha, ghế thì ghế da nguyên zin nè, trần thì nguyên bản có cửa sổ trời, sàn thì sàn simili các anh chị, có màn hình cho mình ha. Sorento thì hiện tại thì còn 3 xe ha, một chiếc máy dầu duy nhất là chiếc này và hai chiếc máy xăng bản tiêu chuẩn. Rồi dưới đây là một chiếc xe máy xăng nè, Sorento máy xăng bản tiêu chuẩn đời 2018 nha. Chiếc này thì đi cũng lanh thanh 40-50 ngàn đó. Bên Tiền đang bán xe này với giá là 648 triệu các anh chị nhìn sơ nhé. Xe thì được sở hữu nước sơn là màu bạc ha. Có dán phim Vàng Che Mưa bể bước nè. Ghế thì ghế da nguyên zin, trần đã được bọc trần rồi, có màn hình, có sàn simili nẹp bước. Xe này thì thấy trang bị khá là đầy đủ, mua về là mình sử dụng ngay thôi chứ không cần phải trang bị thêm gì nữa hết á các anh chị. Rất là đẹp. Rồi, mình còn vài xe nữa thôi. Rồi, tiếp theo nha các anh chị, hai chiếc xe 5 chỗ. Hai chiếc xe 5 chỗ, chắc đi chiếc này trước đi. Ford EcoSport phiên bản Titanium đời 2015. Chiếc này đi 87.000 km rồi, full lịch sử hãng luôn. Thì chiếc này hiện tại bên Tiền đang bán với giá siêu mềm 418 triệu. Các anh chị nhìn sơ nha. Xe thì được sở hữu nước sơn là màu nâu các anh chị ha, biển Sài Gòn nè. Một chiếc xe 5 chỗ gầm cao, giá mềm lành tính thì không thể bỏ qua chiếc xe này nha. Ghế thì ghế da nguyên zin, trần nguyên bản có cửa sổ trời, sàn nguyên bản, sàn simili các anh chị, sàn simili nha. Có nẹp bước cho mình, camera hành trình nữa các anh chị. Đấy. Rồi. 2015 nếu mà các anh chị ở Hồ Khẩu ở Sài Gòn á thì hỗ trợ các anh chị nhà mình vay thêm ít nữa ha. Vay khoảng 50-55%. Rồi mình qua chiếc kế tiếp luôn. Dành cho các anh chị nào đang cần tìm mua một chiếc xe Vios nhưng mà giá mềm mềm lanh hoanh 350 triệu thì không thể bỏ qua chiếc xe này nha. Vios phiên bản số tự động đời 2014 đi khoảng tại không nhớ odo nữa, thôi tí nữa xem đồng hồ đi. Thì chiếc này hiện tại bên Tiền đang bán với giá là 369 triệu các anh chị nhìn sơ nha. Xe biển 93 Bình Phước ha các anh chị ha. Có dán phim Vàng Che Mưa chén cửa nè. Màu bạc rất là đẹp. Ghế thì ghế da nguyên zin ha. Trần nguyên bản, sàn simili, anh chủ lên cho mình một cái màn hình OLED nữa các anh chị. Ghế thì Tiền thấy có phần hơi cũ các anh chị, 2014 tới nay mà. Các anh chị nào mà mình ấy thì mình lấy chiếc này về thì mình bọc lại ghế da đi cho đẹp ha. Rồi thì nãy giờ Tiền đã tổng hợp lại cho tất cả các anh chị và các bạn những chiếc xe 5 chỗ, 7 chỗ hiện tại đang có mặt sẵn tại bên Tiền nha. Nếu mà các anh chị nào mà thích chiếc nào thì nhớ liên hệ cho Tiền qua số điện thoại bên dưới ha, hoặc là đến xem xe trực tiếp tại địa chỉ là 642B, quốc lộ 13, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh ha. Xe nhớ nhắc thì nhắc lại nha, xe bên Tiền thì đời từ 2016-2017 trở lên là hỗ trợ cho các anh chị nhà mình vay ngân hàng được 70% dựa vào định giá của ngân hàng nha. Thì hiện tại Tiền hỗ trợ được các anh chị ở các tỉnh lân cận Sài Gòn như là thành phố Hồ Chí Minh nè, Đồng Nai, Bình Dương, Long An nè, Vũng Tàu một số huyện nè, Tây Ninh một số huyện và Bình Phước một số huyện nha. Còn nếu mà các anh chị nào mình ở tỉnh xa quá thì thông cảm giúp Tiền vì thời điểm này Tiền chưa thể hỗ trợ các anh chị nhà mình được ha. Rồi cũng cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn đã theo dõi hết cái video của Tiền ha. Đừng quên cho Tiền xin một like và một lượt đăng ký ha. Ấn vào biểu tượng chuông bên dưới đi để như những cái xe nào mà mới nhất bên Tiền về nè, Tiền đăng lên thì các anh chị sẽ là người đầu tiên xem được nha. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị và các bạn ở những video tiếp theo.